các bạn, hôm nay ba chị em tôi đã quay trở lại. Và đội hình hôm nay các bạn thấy có vẻ là rất là khác luôn các bạn. Tại vì sao? Hôm nay hai tụi mình có một cái áo cặp giống nhau. Nhưng mà chị Nhung không có áo cặp cho nên là Nhung mà tỏa sáng. Rồi ok, và hôm nay tụi mình sẽ chơi một cái thử thách đó. Mà cái phần thua hay thắng là sẽ do các bạn quyết định đó. Yeah. Nói chung là tụi mình sẽ làm thách làm kem lay đó. Những cái que kem quế thật là đẹp, và bao gồm trong đó bao gồm sẽ có một cái bánh, tiếp theo là tới kem và tiếp theo là trang trí trang trí. Sau đó tụi mình sẽ chụp ba tấm hình này và post lên Facebook Song Thư Channel. Facebook nào mà có khoảng 200.000 like, 260.000 like trở lên đó chính là Facebook của tụi mình, còn lại những cái khác là không phải nha các bạn. Và trước khi mà bước vào cuộc chơi này, các bạn cũng đừng quên bấm like và subscribe Song Thư Channel để đón xem những video thật là mới nha các bạn. Chúng ta sẽ chơi trận này trong vòng mấy phút hả chị Nhung? 3 phút. Và chúng ta sẽ thua cuộc bị cái gì thiên thân? Người thua sẽ do các bạn bình chọn nha. Và hình phạt thì như thế nào? Hình phạt chính là do các bạn bình chọn. Đúng rồi. Mấy bạn ơi, không còn gì nữa mà chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi nhá. Và 3 phút chưa ăn gian rõ ràng các bạn. Trời, người ta chỉ lựa lên mà người ta đâu có làm gì đâu. 3 phút các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái kem. Anh Thư không thể nào làm kỹ được, tự quỳ chúng là không đủ thời gian các bạn. Chị Nhung cũng vậy thôi. Chết rồi, mày đừng có bỏ quá đi. Thôi bỏ cái của chị Nhung nó không bị bỏ nè. Còn hôi làm ra được 4 thăm dài rồi. Không, cái này nè. Trời, Thiên Thư làm chứ lớn chị Nhung dữ vậy. Bình thường là Thiên Thư ngồi chính giữa, nhưng mà hôm nay là chị Nhung sẽ làm cục nhân. Yeah, các bạn ơi. Chết rồi, quá luôn các bạn. Nó bể quá hai chị Anh Thư. Nó bể quá vì nó không có dính thằng kem được. Chị Thư ăn kem đi. Trời ơi, chị Nhung chuẩn bị được rồi. Quá. Chết rồi. Không được. Mật quá. Đẹp quá nè. Ôi, các bạn ơi, cái kem của chị Nhung vậy thôi. Kem chi nữa. Từ từ, cái gì cũng được. Một phút nữa các bạn ơi. Không được rồi, Anh Thư thất bại quá. Nó xét của Anh Thư khô quá. Trời ơi, sao cái gì khô đẹp vậy? Mày nói cái gì? Cái nào? Cái gì? Các bạn.
Chị Nhung không thể tưởng tượng được cái kem của chị Thư nó là cái gì kìa. Thôi, hãy cùng chiêm ngưỡng cái kem của chị Nhung. Ok. Các bạn ơi, đây là của ba chị em Song Thư, tác phẩm kem Play-Doh của ba chị em mình. Các bạn thích cái kem nào nhất? Các bạn hãy ngắm trước đi nha, là quay một vòng nữa các bạn. Trời ơi, lại quá. Khổ quá chị Thư. Ok, chị Thư dễ thương quá ha. Ok, các bạn đã nhìn, chắc là các bạn đã nhìn rõ rồi. Và chữ còn cái kem của Thiên Thần. Đẹp quá à. Rất là đẹp ha. Bánh màu cam, kem màu xanh và có những hạt cấm đỏ của chị Nhung. Là cái bánh màu xanh và kem cắn kem vani và có hạt cấm dâu. Còn là chị Nhung rất đẹp cho các em ơi. Còn kem của chị Anh Thương là cái bánh màu vàng và cái nhân màu đỏ này các bạn. Ủa các bạn, cái này nhìn giống cái gì ấy, các bạn quen lắm nè. Ok thôi, được rồi. Nói là được rồi, nếu các bạn nghĩ gì thì các bạn nghĩ. Bây giờ tụi mình khi mà làm thế tụi mình sẽ chụp hình và post lên Facebook của Song Thư Channel. Cho nên là các bạn nhớ nha. Hình nào nhiều like nhất sẽ là người chiến thắng. Đúng rồi, và ai ít like nhất thì sẽ là người thua cuộc. Và phần thua thì sẽ do các bạn quyết định. Ừ, các bạn sẽ comment cái phạt của bạn ngay ở dưới cái hình đó luôn để cho tụi mình biết. Và ok, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Song Thư Channel ra nhiều video clip mới cho các bạn. Bye bye, bạn gặp lại Song Thư, love you.